Ông, anh nói cho bà con biết coi. Anh là người dân Chào đó, người dân. Thắng Ngọc Nhiên, chào toàn thể anh chị em. Dạ. Chắc mọi người chắc không biết này, mình thì cũng hay thỉnh thoảng cũng hay lên nói chuyện với bác Trần thôi. Dạ. Có mấy ông say say xỉn Dạ. xỉn ông ấy lên ông ấy nói chuyện nó không đâu vào đâu, thì bảo Dạ. cũng cũng lên góp tiếng nói cho nó vui. Thì em ai em cũng mời hết trơn á, nhưng mà mời á là mình phải nói chuyện, bây giờ mình nói sự tình đất nước hiện nay, bây giờ đất nước Việt Nam phát triển thì mình có làm sao mình nói như vậy á, mà nó nói mình nói xạo. Bây giờ nó nói bây giờ cái khu nào không phát triển tôi sẽ lỡ đó, em lỡ tới đó em quay cho nó coi. À, em ở miền Tây, à, nói ở xã nào, huyện nào, ở khu nào, em sẽ quay. Em quay tất tần tật luôn, vùng sâu, vùng xa gì em cũng quay hết luôn. Bây giờ mình có một cái ý kiến như thế này. Đất nước mình thì nó phát triển không thể tưởng tượng được đâu. Đến tôi nhiều lúc tôi coi như là cũng cảm thấy chóng mặt luôn. Chứ không phải cái chuyện đơn giản. Đó. Từ Bắc tới Hồi đó Nam. anh nhớ hồi năm 94, anh nhớ không, 94, 93, lúc đó là điện đường á, điện đồ anh nó cũng còn còn chưa có điện nữa. Mình mỗi lần mình hồi đó mình đi câu điện cũng mất tiền nữa, mà hồi đó mình muốn mua cái tivi màu á cũng khó lắm anh. Năm 93, 90 thôi, đừng có nói gì xa nữa, 90, 91, 92, 93 lúc đó hả, mà mua tivi thôi coi cũng khó nữa. Bây giờ nhà nào cũng màn hình phẳng, màn hình cong hết trơn, anh coi á, vùng sâu vùng xa giờ cũng có tivi màu luôn rồi, mà nó không phát triển. Em cũng chẳng biết là cái tụi bao que này nó nói gì sao, nó nói gì sao mà nó nói cho được. Bây giờ thì thực tế thì cái bọn đó thì mình nói thì chúng nó, một là chúng nó biết, chúng nó cũng cứ chọc thôi. Hai là có một số nó không thể tưởng tượng được vì nó ở nước ngoài á, nó không biết nên là nó không thể tưởng tượng được. Bảo mới có chục năm trước là thế này thế nọ, bây giờ mà lại nói thế này thế nọ nó không thể tưởng tượng được nhỉ. Đấy, còn một số thì nó cũng biết đấy, nhưng mà nó cứ chọc ngoáy. Thì cái chuyện này thì coi như là ở trên mạng ấy thì cũng nhiều những cái thành phần nó chọc ngoáy lắm, để cho mình tức, mình chửi chúng nó. Thế Dạ. còn còn một số thì ở nước ngoài thì nó cũng biết, nhưng mà nó coi như là cứ nói xuyên tạc, thế là để nó câu view câu like đấy, Dạ. để nó ăn tiền cái bọn coi như là mướn chúng nó, gọi là mướn chúng nó lên để chúng nó truyền thông xuyên tạc ấy. Đấy, thì cái Dạ. bọn đấy thì nó cũng không phải là ở cái dạng là lực chủ 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 lực của cái bọn phản động đâu, mà nó chỉ là ăn tiền của cái bọn phản động đầu não ở nước ngoài ấy. Nó thuê rồi là cứ lên nó rồi xuyên tạc đi, cứ xuyên tạc bừa đi, rồi nó lại thuê cả những cái người ở trong nước này coi như là live stream trộm á, gọi là live stream trộm á, tức là muốn coi như là đến một cái chỗ nào vắng hay là muốn cái xô xát cái gì đó thì là bắt đầu nó quay phim, nó quay lấy điện thoại nó quay, xong bắt đầu nó cắt xén đi, xong bắt đầu là nó gửi sang để nó Em lấy có mời biển mà em nó không được. những cái hình ảnh để nó xuyên tạc đấy. Tôi nói ví dụ như là có một cái thằng nó bị coi như là cảnh sát bắt chẳng hạn, đè xuống để trói chẳng hạn. Thế nhưng mà nó không nói là cái thằng thằng đấy làm cái gì đâu, mà nó chỉ nói là cảnh sát coi như là công an ở Việt Nam là coi như là đánh dân, rồi là trói, rồi là hãm hiếp dân này nọ kia này khác, thì nó xuyên tạc như thế. Chứ nó không biết là cái đối tượng đó là cái đối tượng gì, nó không cần nói, cho nên là nó cắt xén. Đấy là nó muốn coi như là live stream, rồi là coi như là cũng có những cái lúc nó muốn xô xát với công an, để công an coi như là người ta coi như là ẩn nó hay là ôm nó này nọ, nó quay, nó không cần biết là coi như là nó không cần nói là cái người mà bị công an bắt hay là công an coi như là giữ hay là như thế nào đó, nó không cần nói, nó bảo là đấy công an đang đàn áp dân. Cho nên là cái bọn ở trong nước này thì là nó cũng được thuê tiền để nó làm những cái việc đó Hải Hồng đợi đấy. tí xíu nữa nha.
À, bạn đợi tí xíu nữa, chờ anh nói tí xíu nữa rồi mình mời bạn lên nha. Dạ, anh nói tiếp với anh. Thế thì qua cái chuyện đó ấy, thì những cái thành phần này thì nó vô công rồi nghề thì nó chỉ có làm những cái việc đó để nó kiếm tiền của cái bọn hải ngoại nó gửi về nó thuê mướn đấy. Thế bây giờ thì còn một cái số mà coi như là nó không hiểu biết, thực tế là nó không hiểu biết về lịch sử Việt Nam, cho nên là nó đa số nó ra nước ngoài rồi là nó học những cái lịch sử mà của cái thời Việt Nam Cộng Hòa, cho nên là nó không thể hiểu rõ được cái lịch sử coi như là đầy đủ ở Việt Nam từ xưa đến nay, nhất là từ thời cận đại cho đến nay, cho nên là nó không hiểu. Vì vậy ấy, thì tôi theo dõi rất là nhiều, nhưng mà tôi thấy là nhất là cái giới trẻ mà nó từ khoảng độ 30 đến bốn mấy ấy, nó không hiểu lịch sử, cho nên là nó xuyên tạc đủ kiểu. Ví dụ như là bây giờ nó hay tranh luận loanh quanh lắm. Cái thứ nhất á, là nó bảo Việt Nam là bán đất bán đảo rồi là cái người mà dân oan, là bắt đầu nó mới đưa những cái clip ấy lên như này nọ các thứ, xong rồi là nó vu cho như thế. Cái thứ hai nữa là khi Ở mà nhà tí anh thắng khu tạ anh say xỉn rồi, anh đừng có gửi lời yêu cầu em nữa, em mời người khác không khác, anh không uống bia rượu em mời hai anh em mình cùng tranh luận, anh là ba que bốn que gì em cũng mời anh tranh luận hết á, còn say rượu bia rượu mà lên nói chuyện em không 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 nói chuyện với những người như vậy. Anh nói tiếp đi anh. À, khi anh cũng mà tranh luận đó thì bắt đầu nó mới đưa ra những cái so sánh, nó so là Việt Nam với các nước ví dụ như là Mỹ anh hay Úc nó hay hỏi hồi nãy nó hỏi Singapore. em đó, anh nó hỏi em á, cái thằng sức môi hồi nãy nó hỏi em á là trước một trước cái gì 1975 đảo gì trước á, Campuchia với Lào tiền nào mắc hơn, ông chu cha nó sanh 79 mà nó hỏi mình mà mình có biết cái chuyện đó đâu. Anh coi nó nói chuyện so sánh trong nước á thì nó nói á, là đất nước Việt Nam á tụt hậu không phát triển nghèo nhất thế giới, mà tới khi mà em đã nói á, thì nó tránh ra chỗ khác, nó nói là tiền của viện trợ người này người kia chứ không phải tiền của cộng sản. Anh nghe nó xuyên tạc không? Ta nói bởi Thì vì cái loại mà cái đồ ngu này nè, giống Dương Văn Thả nè, bị ngu nè, bị dễ đi tù lắm, cái loại này là dễ đi tù lắm. Em nói anh á, cái nó bị ngu. luận điệu này thì nó giống cái thằng Benny Trương rồi, cái thằng chột rồi đó, nó nói Trộm thì á coi như hả? là nó giống cái luận điệu của cái thằng đó. Thì nó nói bây Đó. giờ coi như là Việt Nam là tất cả những cái gì mà phát triển đó, là toàn là tiền của nước ngoài đó. Cái thứ hai nữa là nó so sánh là Việt Nam coi như là so với Mỹ là nó như thế này, so với Hàn Quốc rồi so với Úc rồi so với nhiều nước lắm. Bây giờ Hai thì anh coi em như mình là cùng vậy à? Nó nếu nói mà bây giờ mình nó so sánh đúng không? Đảng Cộng sản chúng ta không đi qua ngoại giao nước ngoài, không hợp tác làm anh em thì nước ngoài làm gì có tiền viện trợ, nên không nước ngoài đâu vô viện trợ anh vậy. Ngày xưa thằng Việt Nam Cộng hòa nó có ai viện trợ nó đâu, chỉ có thằng Mỹ thôi, mà nó có đâu có xây công ty đâu mọc ầm đầy trời đâu. Bà con ngày đó đói khổ cũng phải là muốn làm ăn gì phải trốn qua nước ngoài đi đi làm ăn nước ngoài không. bây giờ mình nói tiếp nhé. Thì khi mà mình coi như là nói là vì làm sao mà so được, giờ nước Việt Nam mới có Nữa được coi như là vài chục năm mình mới phát triển như thế là cũng là nhanh rồi, thì mình thì lý luận là như thế. Thế nhưng mà nó lại bảo tại sao lại như thế, thì mình bảo là do chiến tranh để lại thế này thế nọ, thì khắc phục chiến tranh thì mới có phát triển được vài chục năm. Thì nó lại bảo là tại sao mà lại chiến tranh, thế nó cứ loanh quanh nó hỏi như thế. Nó bảo chiến tranh thì bây giờ coi như là Mỹ nó xâm lược thì nhân dân đứng lên để đánh Mỹ xâm lược, thì nó lại coi như là biện luận lại bảo nếu mà không có cộng sản thì việc gì mà phải chiến tranh. Cho nên là nó loanh quanh, cuối cùng rồi nó lại đổ tội cho coi như là cộng sản mới đổ tội cho Bác Hồ đó, nó cứ loanh quanh như thế thôi chứ nó còn chẳng có lý luận gì cả đấy. Thế nó bảo là tại sao mà coi như là nếu mà không có cộng sản thì làm gì có chiến tranh.
đấy, nó loanh quanh như kiểu đó, nó có hiểu đâu là lịch sử là ngày xưa là coi như là Pháp nó đô hộ, mà dân ta là coi như là từ khắp đất nước còn khổ sở, rồi bị đàn áp, rồi bị bóc lột, rồi bị hãm hiếp, coi như là thực dân Pháp nó tàn độc như thế. Bây giờ là cái thuộc địa của Pháp, thì bây giờ coi như là Đảng Cộng sản Bác Hồ lãnh đạo coi như là cùng toàn dân đứng lên để lấy lại cái quyền lợi cho coi như là những cái người dân mình khổ sở, thì nó không hiểu cái đó, nó không cần hiểu, nó bỏ là coi như là tự nhiên cái ông Hồ ông mang cái Đảng Cộng sản về, thế là nhân dân đánh nhau. Thì còn nếu mà nó có lại còn lý luận là nếu mà coi như là không, nếu mà qua đại chiến thế giới lần thứ hai thì là Pháp nó sẽ coi như là trao trả độc lập cho Việt Nam. Thế thì coi như là nó chẳng có hiểu cái gì cả. Một khi mà Pháp nó đã coi như là quay lại nó xâm lược thì coi như là chẳng bao giờ nó để cho coi như là dân độc lập tự do hết đấy. Vì nước Việt Nam nó là thuộc địa của nó mà này. Làm sao mà nó tự nhiên nó giả được. Đó. Bây giờ anh em hỏi anh là bây giờ bao quay anh nghĩ gì bây giờ 8.000 người ở bên bên Mỹ bị trục xuất về, anh có nghĩ về 8.000 người này trục xuất về thế nào không? Bây giờ thì những cái người mà nói thì cái số lượng thì nó lớn như vậy ấy. Thế nhưng mà về cái tư tưởng của những cái người mà bị trục xuất ấy, thì người ta coi như là một phần ấy, là người ta cũng chẳng muốn về đâu. Đó. Vì người ta cũng không hiểu rõ được ở Việt Nam nó như thế nào, về bây giờ coi như là một cái người bỏ nước ra đi, bây giờ về Việt Nam rồi là lại sợ, làm lại từ đầu, lại sợ kỳ thị, mới bị sợ kỳ thị nữa chứ đó. Vì coi như là những cái người mà bị đuổi về thì dân mình sẽ coi như nhìn với một cái con mắt khác đó, mà từ cái chỗ đó mà nó sợ kỳ thị như thế thì nó về nó sợ cái quyền lợi của nó không được bằng những cái người bình thường ở trong nước đó, thì đấy là cái quyền lợi của chúng nó là nó rất là ngại. Còn nếu mà bây giờ nếu mà nó về thì anh này anh thắng gì đợi em tí xíu nha, em sẽ mời anh lên. Nó buộc lòng nếu như mà đuổi, nhưng mà buộc lòng nếu mà đuổi về Việt Nam mà Việt Nam lại nhận thì nó phải về thôi. Khi nó về thì nó sẽ trong trong cái tư tưởng của trong đầu của chúng nó thì mình chỉ dự đoán thôi, chứ mình làm sao mà coi như là nhìn thấy người ta nghĩ gì, đúng không? Cái thứ nhất ấy, thì nó về thì tất nhiên là có việc gì, biết việc gì thì ở Việt Nam này thì phải làm thôi, chứ ai nuôi đó, đúng không? Cái thứ hai á, anh ba que nào lên không, ba que bốn que gì đi rồi đăng ký đi, ok đi rồi nhiên sẽ mời. Cái thứ hai là cái tư tưởng mà ở trong đầu nó sẽ coi như là biết đâu nó coi như là nó sẽ câu kết với nhau, rồi nó ngấm ngầm rồi nó sẽ hoạt động, coi như là có thể là nó sẽ thấy cái sơ hở gì của chính quyền một địa phương nào đó, hoặc là nó câu kết với nhau ở với nước ngoài nữa, thì cái chuyện này thì nó là cái việc của nhà nước, chứ còn người dân thì luôn luôn cảnh giác thôi, chứ chẳng biết làm nào cả. Đấy. Nói chung là anh em chúng ta là người dân, thấy tụi nó bức xúc tụi nó thì anh chị em chúng ta đi lên phản biện, đúng không anh Thắng? Anh em mình á thì cứ bức xúc tụi nó thì mình tên là Ngọc. Anh Ngọc thì anh em chúng ta chỉ là mình là người dân bình thường, mình có làm việc gì đảng nhà nước gì đâu, thì nhưng thấy mà nó xuyên tạc cái đất nước mình. Nhưng mà cái bọn nó mà xuyên tạc mới nị, nó nói nó thỉnh thoảng nó lên đây nó comment, hoặc là nó lên nó làm clip ấy. Những cái đứa đó thì mình nói thế chứ nói nữa nó đầu nó chỉ có thế thôi mà. Dạ. Nó không có hiểu đâu. Dạ cảm ơn anh Ngọc hôm nay lên chia sẻ cho em cảm ơn anh trai nhiều nha. Hôm khác và nhất là tôi bỏ những cái dạng đấy, tôi bỏ những cái dạng đấy thì để cho coi như mấy chị em coi như là cứ chửi vỗ mặt vào nó, chứ còn nói không thua. Dạ. Dạ em chào anh, cảm ơn anh, chúc anh nhiều sức khỏe. Chào chị em nhé. Bye bye.